Chào mừng tất cả các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau lắp một bộ sạc dự phòng WeChat 3.0 mà mình mới vừa đặt được trên Shopee. Giá của bộ sạc này là 150.000. Đây là WeChat 3.0 nha các bạn. Có cổng USB Type-C, micro USB, cổng Lightning và cổng out USB. Ở đây thì có là WeChat 3.0, đường ra 5V 3A, 9V 2A và 12V 1.5A. Ở đây thì mình sẽ tận dụng lại các sạc pin cũ nha các bạn. Mình sẽ đo kiểm tra thì các sạc pin còn hoạt động được hay không. Rồi sau đó là tiến hành sạc rồi các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ tiến hành sạc pin nha các bạn. Ở đây thì mình có ba viên pin vàng này thì mình nhắm hết hấp rồi mình sẽ sạc trước. Bạn lưới các bạn gắn cho đúng viên mật âm. Hiện tại là 65% và 9V 2A thì mình sẽ sạc trong một khoảng thời gian để cho nó đạt pin rồi mình tiến hành sạc tiếp nha các bạn. Sau hơn 4 tiếng sạc thì cuối cùng mình đã sạc đầy rồi các bạn, 100% pin luôn. Mình sẽ tiến hành mình gắn vào nha.
sẽ tiến hành sạc thử xem nó có hỗ trợ sạc nhanh hay không nha. Ở đây thì mình cũng có một bộ sạc dự phòng WeChat 3.0. Bộ này thì mình lắp ráp từ trước. Mình thử xem. Đó, như các bạn xem 9V hệ A thì có hỗ trợ sạc nhanh. Thì từ cục sạc này thì các bạn ra xem được cái điện áp vào ra của này cũng là 9V hệ A và điện áp vào của này cũng là 9V hệ A. Thì như vậy là mình giữ cho các bạn xong là chúng ta sẽ lắp ráp một cái bộ sạc cái phòng WeChat 3.0 sạc Transpi. Theo mình thì giá bộ sạc này cũng không tới nổi quá 300 ngàn, nhưng mà chúng ta được bộ lại có được một cái dung lượng lớn, có hỗ trợ sạc nhanh. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích, nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.